Vâng, xin chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn nha. Hôm nay là Vân đang ở Phú Yên nha các bạn. Bây giờ là Vân sẽ giới thiệu cho mọi người là về cái chợ ở quê nha các nhà. Đó, bây giờ là mình sẽ đi chợ ở quê, là mọi người sẽ xem cái chợ ở quê xã Xuân Sơn Nam của mình là như thế nào nha, có nhộn nhịp giống như các chợ khác hay không nha. Rồi bây giờ mình mời tất cả các chú quý anh chị là cùng đi với mình nha. Mua hộp cá cái mẹ này con. Đây ra mà coi có gì, có kẹo gì mua nè. Ê, bà túi chỉ có kẹo. Chỉ có kẹo mới sai kiếm được anh ta thôi. Cả nhà ơi, đây là chợ nha cả nhà, chợ Xuân Sơn Nam nha. Bây giờ mình sẽ ra mình mua một cái loại đặc sản ở Xuân Sơn Nam, đó là cái hạt đác nha, chỉ có ở Phú Yên mình mới có nha cả nhà. Bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho cả nhà nha. Wow, ở đây người ta có bán cá với mực này, mùa rất là tươi luôn cả nhà. Người ta lấy cá, tất cả các loại cá, mực, tôm ở từ Gành Đỏ vô nha cả nhà. Ở gần đây nè, rất là tươi luôn. Người đang bán rau các loại này.
rồi bây giờ là mình sẽ mua một ký về mình nấu chè mít mình ăn thôi. Cho xin em cái vậy. Thêm luôn. Dạ. Chị lấy cho em ký đi. Rất là chất lượng nha.
Siêu xe đây là tự mình nấu hả? Đúng rồi, công viên em là công viên à? Đấy là ghiền siêu xe đây, ghiền gì? Ghiền siêu xe, ghiền tắc giá, ghiền bà chú cũng ghiền luôn. Ghiền siêu xe đây. Quay mặt cô cho đầu thấy nha cô, đầu đầu thấy cô là bé. Bán cô đầu qua, bán cô siêu xe lên. Đấy, đi em đi, em đi, em đi, em đi, em con muốn cô lại cái mặt ra. Dạ phải. Không thấy nhiều anh mê nữa. Nghe má nhiều anh mê đó cô. Cô bỏ con theo luôn. Đâu ha. Chưa cá không cô? Chưa chút nó không tẹt cho vậy đi chứ rồi nữa chứ. Nó quay phim chứ quay quay. Rất là nhiều các loại đồ ăn. Ở đây
đây là cô Trúc bán xoài này nha, bán xoài đồng đẳng nè, rồi bán bánh chưng nè. Ở bên đây cũng bán cơm này ha. Ở bên đây người ta đang bán cơm đó. Cơm đây là cơm gà gì đây nè. Bánh xèo dạ. Chị đây bán bánh xèo ha. Bán bánh cam rồi đó. Chị hấp dẫn ở đâu hả? Hồi nãy em đi chợ rồi. Dạ. Wow, còn ở bên đây cũng là bánh xèo nè, với lại bán bún nữa nè. À, bán bún thịt nướng nè, bún chả cá nè. Đây bánh xèo là đậu xèo. Thank you.
cả nhà ơi, bây giờ mình đã giới thiệu cho cả nhà về cái chợ Susuram của mình rồi nha. Bây giờ là hả, mình xin chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo của mình nha. Bye.